thân mến, đây là vòng tranh đấu thứ hai mang tên là Vòi Voi Nhớ Giỏi. Chúng ta sẽ có một từ khóa đầu tiên được đưa ra từ Minh Sụ. Ví dụ đội Osagi các bạn sẽ thi đấu trước, thì đội đối thủ là đội S-Girl sẽ lựa chọn một thành viên ra, sau đó xoay 5 vòng làm sao cho các bạn đủ chóng mặt để di chuyển lên cái vị trí cái bảng ở trên này. Các bạn sẽ lấy từng cái tấm bảng này ra theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn sẽ đọc câu mà mình đã lựa chọn, sau đó các bạn sẽ đưa Minh Sù cầm và các bạn sẽ đi về. Tiếp tục thành viên thứ hai lại bị xoay một lần nữa, sau đó lại tiếp tục di chuyển qua cái tấm bảng này và đọc tiếp câu từ khóa đầu tiên Minh Sù cho các bạn, câu thứ nhất mà thành viên thứ nhất đã nói. Sau đó các bạn lại lấy thêm cái câu số 2 rồi các bạn lại nối tiếp như vậy nữa. Và cứ như vậy tuần tự trải qua 5 câu nói ở trên tấm bảng này để hoàn thành xong phần thi Vòi Voi Nhớ Giỏi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào cuộc đấu. Nếu như đội nào hoàn thành xong vòng thi đấu này sẽ có điểm số là 40 điểm. Lưu ý các bạn sẽ được nói sai 2 lần. Đội Usagi sẽ là đội tham gia trước. Và bây giờ từ khóa đầu tiên dành cho đội Usagi được đưa ra từ Minh Sùng là kết thúc giờ làm. Bắt đầu. Đi xem bên này. 1 Bây giờ đúng đầu. 2 3 4. Trời ơi, tội nghiệp con bé. 5 Đi bên đây nè, bên đây nè. Rồi lấy cái bảng đầu tiên, lấy cái bảng đầu tiên. Rồi đọc nào. Kết hợp giữa câu của anh và câu này. Kết thúc giờ làm, Thuận tranh thủ bước ra khỏi văn phòng để đi về nhà. Rồi người thứ hai, nhanh. Bước ra khỏi văn phòng đi về nhà. Đang nhầm. Chị ơi. Quay 5 vòng. Tới chết liền. 1 2 3. Trời ơi. Ai phải tự quay chứ. Sao bạn đi đi. Đọc lại. Kết thúc giờ làm, Thuận tranh thủ ra khỏi văn phòng. Ra khỏi văn phòng để đi về nhà. Thiếu một từ rồi, bạn đã sai một lần. Thuận tranh thủ bước ra gì? Thuận tranh thủ bước ra khỏi văn phòng để đi về nhà. Chính xác, tiếp tục. Nhưng bước xuống hầm, Thuận lại quên chìa khóa xe. Cố lên, thành viên thứ ba. Cô bé nó đang nhớ mà bây giờ nó bị say quá, sao nó nhớ nữa. Ok. Trời ơi, bình tĩnh em. Bình tĩnh, lấy cái này nè. Rồi, bây giờ mình đọc lại cho anh nghe từng câu chữ nha. Kết thúc giờ làm, Thuận tranh thủ bước ra khỏi văn phòng để đi về nhà. Nhưng bước xuống hầm, Thuận lại quên chìa khóa xe. Tiếp tục, đọc tiếp cái này. Thuận hối hả chạy thang bộ lên lại tầng 12. Quay lại, tiếp tục. Trời ơi. Cố lên. Còn hai cái nữa thôi. Lấy trước rồi. Kết thúc giờ làm, Thuận bước ra khỏi văn phòng để về nhà. Sai. Đây là sai lần 2. Nếu như bạn sai lần thứ 3 là bạn sẽ về luôn. Kết thúc giờ làm, Thuận tranh thủ bước ra khỏi văn phòng để về nhà. Để đi. Sai. Không phải là để về nhà không, mà là để đi về nhà luôn. Vậy là chúng ta đã không hoàn thành phần thi của mình rồi. Không sao cả, các bạn đã nhớ rất là giỏi. Cảm ơn Osagi. Và bây giờ sẽ là lượt thi của nhóm S-Girl. Nào, thành viên đầu tiên mời các bạn xuống phía dưới. Từ khóa mà Minh Sù đưa ra cho các bạn là Hằng đi tập yoga. Xoay. 1, 2, 3. Trời ơi, như một nàng tiên. Rồi, đọc nối nha câu của anh nữa và câu của em. Hằng đi tập yoga. Hằng rất hào hứng với lớp yoga đầu tiên trong đời mình. Rồi, thành viên thứ hai, nào nhanh. Trong đời mình. Bình tĩnh. Hằng đi tập yoga. Hằng rất hào hứng với lớp yoga đầu tiên trong đời mình. Rồi, tiếp tục. Ôi, mọi thứ thật lạ lẫm nhưng cũng thật phấn khích. Kim Thành nha. Lạ lẫm phấn khích. Trời ơi, bé say bình tĩnh dễ sợ. Hằng đi tập yoga, Hằng rất hào hứng với lớp học yoga đầu tiên trong đời mình. Sai một lần rồi nha. Hằng đi tập yoga, Hằng rất hào hứng với lớp yoga đầu tiên trong đời mình. Chính xác. Mọi thứ thật lạ lắm. Sai lần thứ hai. Mọi thứ lạ lắm. Có cảm thán là ôi mọi thứ. Em được lần cuối cùng đúng không? Thì đây là lần cuối cùng nè. Nếu như em trả lời sai luôn, đọc sai luôn là đi về luôn. Bình tĩnh thôi. Hằng đi tập yoga, Hằng rất hào hứng với lớp yoga đầu tiên trong đời mình. Hay lắm. Ôi, mọi thứ thật lạ lẫm nhưng cũng thật
phấn khích. Đúng rồi. Tiếp tục. Ây da, Hằng chăm chú nhìn thầy giáo và tập theo. Tiếp tục, chậm thôi. Giống như một nàng công chúa. Bé đang muốn ba lê. Sợ mệt quá. Sợ mệt quá. Nào, thứ tư. Đọc mấy câu đầu đó. Đọc tiếp nha. Hằng đi tập yoga, Hằng rất háo hức với... Háo hức cái gì? Người ta cũng là hờ hờ nhưng mà không phải là háo hức mà là hào hứng. Hào hứng à? Cái này là hết hết lượt rồi cô ơi, sai ba lượt rồi đi về. Trời ơi, kết thúc vòng này thật sự phải nói rất là khó khăn dành cho các ngôi sao của chúng tôi. Mặc dù là nhớ lời bài hát rất là giỏi nhưng lần này thử thách của chương trình thì lại không vượt qua được. Cho nên là hai đội chơi rất vui khi nhận được điểm số là không.